Nó bùng 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 luôn, hình như chín rồi. Wow, việc của em mặt trời. Đã chưa? Em Linh xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay lại kênh vlog của em Linh. Em Linh chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong những ngày qua đã luôn luôn ủng hộ kênh của em Linh. Hy vọng cô chú anh chị yêu mến em Linh. Xem video chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhấn like cũng như nhấn chuông để theo dõi không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh Linh Thợ Lặn nha. Hôm nay em Linh vẫn tiếp tục chia sẻ công việc lặn biển như thường ngày đó của chú chị. Ngày hôm nay thì em đi bên chiếc ghe của một người em giới ở tại Khánh Hòa mà vào trong đây lấy vợ lập nghiệp đây luôn. Đó là em Tèo Quốc Khánh. Thì ghe đó nhỏ, phía trước thì hay chặt của chú chị à. Mới lỡ lặn viên á thì mấy anh mấy chú trên tủ ăn cơm trước rồi. Rồi em mới ăn cơm xong rồi em vô đồ lặn biển rồi quay lại chia sẻ cho chú chị một chút ở trên ghe. Rồi đứa nhảy lặn biển thì em sẽ quay lại chia sẻ của chú chị cách bắt hải sản. Còn đây thì có hai anh mới nhảy lặn dò sò của chú chị mà giờ không có, giờ kéo lên để về điểm khác làm. Giờ không có kéo lên dần cho bờ. Bên đây Tèo Khánh này thuyền trưởng. Bộ làm công im luôn, khoanh dời dây luôn. Lát nữa lặn biển nữa. Đóng ba vai ăn. Thuyền trưởng. Rồi công im. Rồi thợ lặn. Bên kia thì chú này chắc cũng khoảng năm mấy tuổi á. Vậy đâu, 25 mấy tuổi. Bốn mấy tuổi. 48 tuổi. Đó, ở quê hương em á thì quê hương em thì năm mấy tuổi. Bốn mấy 60 tuổi vẫn còn lặn biển của chú anh chị à. Bên đây thì em lập này. Thúng cầu 6 á. Biển động á, lượng cao á thì đi không được. Nên em Linh với lợi em lập qua bên ghe của em Tèo để đi quả lồ. Gọi là nhảy lồ á chú anh chị. Em Hùng mới lên luôn. Cũng là em họ của em Linh. Lên được mấy con sầu huyết lông nhỏ à. Ở đây bạn đỏ ở Khánh Hòa. Bên kia Hậu cũng Khánh Hòa luôn. Hôm nay thì đi chín anh em thợ lặn. Ở trên thì còn em này với lại ông chú với lại đứa cháu con của em Tèo. Anh em nãy giờ thì không có sò. Giờ lấy dây lặn ra để chạy qua điểm khác dò và thử có sò của chú chị. Tại vào tháng này thì cũng gần hết mùa sò huyết lông nhỏ rồi. Xung quanh đây thì ghe lặn rất là nhiều nè. Cũng là ghe lặn sò huyết lông luôn. Rồi bên đây hai chiếc nữa. Điểm này thì từ quê hương em phía bên kia chạy xuống thì 6 hải lý. Có không đại ca? Tâm bánh không? Không không! Con sò gì không? Đi tâm bánh không? Đi đâu được? Đi chạy hả? Rồi bây giờ về điểm khác để tới giò, nếu mà có thì nhảy lặn của chú anh chị à. Chút nữa mà giờ mà có hải sản nhảy lặn thì em nên quay lại chia sẻ tới chứ cho cô chú anh chị xem. Đây là chú Nùng, cũng là một thợ lặn cũ luôn. Năm nay chú Nùng 66 tuổi chú Nùng. Đó, chú Nùng vẫn còn đi lặn biển á chú ạ. Hôm nay thì qua đây lặn sò thì không có lặn ở trên nắm tài công á. Chú Nùng là một thời lặn biển mà ở xã Chiếc Công ai cũng nghe tên tuổi á. Hồi đó con nghe chú lặn bộ là khoảng nước mấy sải hai bộ á, mấy sải à? Mười mấy sải luôn. Ừ. Lặn không cần thiết bị máy móc rồi hơi thở nha cô chú chị. Lặn đưa lên tống hồng tới không à. Đó nghe chú Nùng cởi là ô
ôm cục đá chú ha. Ôm cục đá xong nhảy xuống nước mười mấy sải luôn. Xì tay đâu, đồng bộ không có xì tay đâu. Mười mấy sải là cũng gần 20 mét. Đấy, hai mấy mét. Đó, trong cuộc sống ngư dân biển của em Linh á, thì bất cứ lớn tuổi hay nhỏ tuổi vẫn còn lao động của chú anh chị à. Nếu mà nhà mà có điều kiện thì khoảng cái tuổi của chú Nùng này thì sẽ nghỉ, gọi là về hưu á, chứ không có đi làm biển nữa. Còn nếu mà có một số mấy chú mà không có ở nhà được á, thì ở trên đi kiểu như đi kéo như chú Thình lúc trước em quay video trên GN3 á. Bây giờ chú Nùng còn lặn là lặn chuyên về cái gì chú Nùng? Dạy mơi. Dạ, lặn dãy mơi bao lứ cá, bắt cá ở chà đó ha. Dạ. Con nghe những người thầy này cũng như là những cờ lặn cụ cũng học được nhiều cái kinh nghiệm một chút của chú chị à. Thời mà của chú Nùng mà lặn biển á là em Linh chắc cũng còn trong bụng mẹ à. 16 tuổi thì lúc đó chú Nùng là lặn lúc chắc cũng 20 mấy tuổi thôi chú. 2 mấy tuổi thôi. Còn 36 tuổi lúc đó chú lặn là con còn trong bụng mẹ. À, cảm ơn chú đã chia sẻ nha. Đây là con của em Đẻo Khánh. Nhà con đứa con trai này thôi, nhưng mà không lo đi học mà đi biển này. Năm nay con mấy tuổi? 13 tuổi. 13 tuổi hả? Sao không đi học? Không thích đi học. Không thích đi học hả? Muốn theo lập nghiệp theo nghề của cha hả? Thấy nghề của cha con sướng hay khổ? Không biết. Không biết. Giờ này là cháu chưa có cảm nhận. Con tên gì? Khánh Hò. Khánh Hò. 13 tuổi. Bằng cái tuổi mà lúc em Linh tập tòi đi lặn biển, cũng bỏ học. Bỏ học xuống đi biển, trốn nhà xuống đi biển cũng bằng cái tuổi của cháu Hò nè. Còn bên kia đây cháu tên gì? Đây. Kiên á. Kiên á. Kiên. Kiên á. Nghiên. Nghiên á. cái tiếng máy nghe rồi chứ chị. Ở ngoài em đậu cái mũ giải lặn nữa, nó không có nghe được cái tên của cháu đó. Đây cũng là cha con giỏi của em Tèo. Đó, hai đứa. Thì một đứa đây thì mới tập đi, thì ở trên nhiệm vụ là phanh giò dây, sỏ chì và giữ chén. Còn đứa này thì cũng phanh giò dây, sỏ giò dây rồi tới phụ lựa hải sản. Rồi giờ ghe cũng dòng tới điểm của chú anh chị. Rồi thì cũng có một số anh em giật dây có dấu tò lông của chú anh chị à. Giờ mấy anh mấy chú nhảy lặn hết luôn. Bên đây Hậu Khánh Hò. Em Linh xin mời cô chú anh chị thì em Linh cũng như anh em để tiếp tục bắt hải sản ngày mới. Video hôm nay thì em Linh chia sẻ trên ghe hơi nhiều. Có sơ suất điều gì thì mong cô chú anh chị góp ý để lần sau em Linh khắc phục cho video hấp dẫn và thú vị hơn nha. Lúc này thì em Linh đang xì tay nè. Em Linh mới xì tay xong thì đáp xuống tới đất luôn. Đây là cách em Linh lấy nước kính từ trong gương ra nè. Lấy cái tay đè ở trên mặt kính như thế này, khịch một cái mạnh thì nó sẽ ra hết nước luôn. Đó, anh em mới tập lặn thì để ý xem và học hỏi nha. Ồ, em Linh mới chạy mấy bước chân thôi thì thấy có một cái mánh của con sò móng chân. Cái mánh của con sò móng chân thì có hai lỗ như thế này. Mình bắt từ cái lỗ nhỏ và cái lỗ lớn nha. Và lấy hai cái tay sẽ moi như thế này để theo lặn theo cái dấu vết của nó của chú anh chị à. Nếu mà không theo thì sẽ bị mắc cái dấu nó luôn, là bắt không được đâu. Em Linh đã bắt được nó rồi, nhưng mà nó nằm chắc là cứng, phải quạt xuống này. Đây rồi, một con sò móng chân đầu tiên. Chỗ này thì em Linh phát hiện có một cái mánh của con sò ngọt bi.
nhưng mà chưa kịp bắt cái luồng bụi nó đi qua nên em lấy tay mò mò bắt được luôn nè. Lại là một con sò huyết long. Em lên chưa kịp lấy móc dao luôn cô chú anh chị mà gặp chỗ này có mấy con sò huyết long này, hai con luôn. Biển đang động lại nên sò huyết long cũng lúc mánh, cái mánh thì chút xíu à, nằm sát đất luôn nên cũng khó cho anh em để nhìn thấy mánh nha. Nước thì nó đưa, nó xích qua xích lại đó, cái luồng cát nó bay đi cô chú anh chị. Chỗ này em lại gặp sò huyết long. Đây đây, lại là một con sò ngọc bi. Chỗ này thì đất cũng mềm nên em Linh cũng không cần lấy móc đâu, em Linh bắt bằng tay luôn. Chỗ nào mà đất cứng thì em Linh mới dùng móc nha. Có một con sò huyết long này, hai con luôn đó, nhìn không thấy cái mánh luôn của chú anh chị à, rất là khó thấy. Sò huyết long điểm này thì cũng ít lắm. Ồ, có hai con sò kim cương luôn, quê hương em gọi là sò đẹp cùi nè. Ấy cha cha, lâu rồi em Linh mới gặp một con sò ngao bú này, có nơi thì gọi là sò ngao chọt. Ồ, con sò ngao này mà nướng mỡ hành ăn thì nhất cái nách luôn. Em Linh thấy có một con ốc càng, con này gọi là ốc mượn hồn. Con ốc càng này chui vô cái vỏ của con ốc tỏi bông nè, nhìn khá đẹp. Ngó vậy chứ nó chạy nhanh lắm cô chú anh chị à. Ồ đây cô chú anh chị, chạy đúng lâu luôn. Em Linh mới thấy được một con sò ngọt khá to này, quá hấp dẫn luôn. Sò ngọt điểm này thì em Linh thấy cũng hiếm cô chú anh chị à. Chạy rất là lâu mới bắt được một con sò ngọt to nên em Linh lấy móc vào quào thử chỗ đây có con sò ngọt to nào nữa không nha. Tiếp tục em Linh lại gặp một cái mảnh của con sò ngọt bi. Một con sò huyết long nữa. Sò huyết long điểm này thì cũng ít của chú anh chị nên em hạn chế quay sò huyết long nha, để kiếm những mặt hàng đắt giá quay cho cô chú anh chị xem cho đã mắt hơn. Em Linh bắt được hai con sò huyết long thì phát hiện có một cái giòi của con sò ngao này. Sò ngao đây quê hương em gọi là sò ngao đá, có nơi gọi là sò ngao hai còi. Sò ngao đá thì vỏ mỏng lắm nên em Linh móc để đúng cái chiều của con ngao đá, rồi móc lên cho nó khỏi bể của chú anh chị. Đây rồi, sò ngao đá này mà nướng mỡ hành ăn rất là ngon. Sò huyết long có chỗ thì móc không kịp tay, còn có chỗ thì chạy đuối hai cái chân luôn, cũng không có con sò huyết long của chú anh chị à. Sò huyết long có giá 18.000 cho đến 20.000 một. Em Linh chạy tới đây thì thấy có một con ốc nhung khá là to nè cô chú anh chị. Đó, nhìn cục thịt nó đã chưa. Ốc này mà luộc chấm mắm gừng ăn thì nhức nách luôn. Ồ, chỗ này thì em thấy có một cái giòi của con tu hài nè. Sò tu hài thì nằm cái mánh rất là khó thấy nha, anh em phải để ý kỹ mới là thấy. Sò tu hài thì nằm độ sâu lắm. Đây rồi, quá đã luôn cô chú anh chị. Thank you.
Chỗ này thì em bắt con sò huyết long khá to nè cô chú anh chị nè. Đã chưa? Ồ, thì ra không phải là con sò huyết long mà là con sò huyết đực. Loại sò huyết đực này thì ăn nhất lắm nên cái giá trị nó thấp hơn con sò huyết long. Đây là cách để cô chú anh chị phân biệt nè. Con sò huyết long thì nó sung nó dài, còn con sò huyết đực á thì nó vuông, nó có cái cạnh nhọn. Đây đây cô chú anh chị, em Linh phát hiện có một con ghẹ này. Em Linh thấy cái điểm này thì sò lông nhỏ nhiều, còn những mặt hàng đắt giá thì ít thấy lắm. Con ghẹ sò này thì em Linh bắt được, thích bán thì bán, còn không thích thì dinh về ăn. Vì lặn chiên nên anh em bắt được con ghẹ hoặc là con mực thì anh em bán kiếm tiền cà phê chứ không có chia cho chủ ghe. Ô quá đã cô chú anh chị, em Linh lại gặp một cái giòi của con tô hài nữa này. Con này là con thứ hai rồi, quá hấp dẫn luôn. Sò tô hài thì em Linh cũng không có biết giá nữa, tại đi sổng cầu sáu chi tiền thì em ít có coi giá lắm. Còn bữa đầu thì em đi bên ghe của em Tèo này nên cũng không biết giá bao nhiêu một ký sò tô hài luôn. Phía trước là em Lập, em Lập đang móc sò huyết long nhỏ đó cô chú anh chị. Mới đây thì em Lập cũng bắt gần đầy giọt sò huyết long rồi, nhưng ca này là ca thứ hai nha cô chú anh chị. Lặn một ngày thì 3 ca, nhưng hôm nay thì em đi ghe em Tèo lặn có 2 ca thôi cô chú anh chị. Sò cái điểm này thì ít nên lặn 2 ca, em tóm tắt lại một video luôn. Em Linh mới ra ký hiệu hỏi em Lập có bắt được sò ngọt không, thì em Lập giơ cái giật hậu nè cô chú anh chị. Wow, có một con sò ngọt, được 3 con tô hài nữa, 4 con tô hài luôn. Ồ, có con sò huyết long với lại con ngao đá nè. Hay quá em Lập ơi, em Lập ra ký hiệu nói chạy sóc nước để kiếm sò huyết long, vì chỗ này thì ít có sò huyết long. Rồi tới đây thì em thấy có một ổ ốc nhảy gánh én luôn. Ốc nhảy gánh én này thì giá có vô chừng lắm cô chú anh chị à. Có khi thì 15 ngàn một ký, có khi thì 40, 45 ngàn một ký luôn. Chỗ này thì em Linh thấy có một cái mánh của con sò ngọt bi. Sò ngọt bi hồi nãy giờ thì em bắt cũng khá nhiều, chắc bắt hồi sớm giờ cũng khoảng 1 ký mấy 2 ký đâu cô chú anh chị à. Nhưng mà sò ngọt lớn thì ít lắm. Em Linh thấy có một cái hang của con cá thò lòi, để em đưa móc xuống đùa với nó một chút nha. Nó để móc xuống gì thì nó sẽ ngậm vô cái móc, em Linh kéo lên thôi. Nếu mà kết bắt nó thì để cái tay vào cái hang, nó kéo lên như thế này là chụp nó thôi. Về chỗ này hải sản ít nên em đùa với con cá thò lòi này một chút cho cô chú anh chị xem nha. Đây nè, đó nó chạy lên khỏi hang luôn đó. Nếu mà kết bắt là để cái tay xuống hang là nắm cái đầu nó lại liền. Còn đây là một cái mánh của con sò mica, có nơi gọi là sò nước hoặc là sò thái, cũng có nơi gọi là sò móng ngựa hoặc là sò sữa nữa. Một con sò điệp bay. Sò điệp bay thì nghĩ trang rất là khó thấy. Ồ, chỗ này có một con nữa nè. Sò điệp bay điểm này thì em thấy cũng khá nhiều, nhưng mà em Linh ít quay, để em Linh bắt một ít về nướng mỡ hành nha. Chỗ này thì em Linh phát hiện có một con sò ngọt bi nữa. Video hôm nay thì em Linh ít quay sò huyết long nha, vì sò huyết long điểm này thì ít. Đây đây, có một con sò léo khá là to. Sò léo thì quê hương em gọi, còn ở đảo Phú Quốc á, thì gọi là sò dẹo. Con sò léo này khá là to luôn. Con này chắc cũng cụ rồi, già rồi cô chú anh chị à. Nhìn cái bề ngang đó nè, bằng 4 ngón tay của em Linh luôn, rất là to nha. Lúc này cũng đúng giờ lên ghe để chạy vào bờ bán hải sản rồi. Video hôm nay thì em Linh quay bắt hải sản ít, cũng rất mong cô chú anh chị hiểu và thông cảm cho, vì em quay một phần ẩm thực nữa.
Giờ em lên mời cô chú anh chị lên ghe để xem thành quả bội thu sau một ngày lặn biển của mấy anh em như thế nào nha. Điểm lặn này độ sâu nước 18m, đường đường với chính sải tay của em Linh đó cô chú anh chị, nên em Linh mang lịch chì đu dây tim lên luôn. Còn nếu mà lặn nước sâu mà nguy hiểm á, thì em Linh sẽ tóm cái lịch chì vào cái sợi dây tim và chà tay chà chân giảm áp. Giờ em Linh cũng chuẩn bị lên ghe rồi, cô chú anh chị nhớ xem hết video để biết hôm nay em Linh làm ẩm thực món hải sản gì. Kéo ghe lặn là phải biết phanh những vòi dây như thế này nè. Rồi mà Khánh Hò cũng chuyên nghiệp đó, phanh vòi dây chuyên nghiệp của chú chị à. Em lên lấy số sò này về để cho vợ con em lên ăn nè. Con thứ hai, hai con mà lên ghe sau còn có một con à, ốc lung rồi. Sò đi bay, sò đi bay đây, nếu về dẫn thì em Linh sẽ nướng mỡ hành hoặc nướng trứng. Ở sau một ngày lặn biển của mấy anh em, em với Quỳnh cũng được gần một bao này. Có ai đi dấu đen thì hai thằng bao, còn mà mấy anh em nào ít thì nửa bao, dứ nửa bao. Còn có em Hùng thì được dứ nửa bao luôn. Nếu một tấm đó mà lấy đầu ra chia thì cho ghê rồi á, chắc kiếm cũng được 200 gì thôi. Còn em Linh thì đi dấu trắng cũng gần nửa bao. Nếu mà chia tiền cho chủ ghê rồi á, còn lại của thợ lặn thì kiếm cũng được khoảng 300-400. Còn ai nhiều á, đây nè, đây của em Bình này, nếu mà giật tiền chi cho chú ghe thì còn lại cũng khoảng 600-700. Có ai nhiều thì được 600, còn ai ít thì được 200-300 thôi. Nói chung một ngày làm biển vậy thì cũng ít của chú chị à. Bạn lặn mà kiếm được 200-300 thì chú Nùng thì kiếm khổ được khoảng 100 mấy à. Ở nhà ghe kiếu làm lắc sắc cả ngày mà kiếm 100 mấy thì cũng cực cho chú Hùng, chú Nùng. Nói chung người làm kiếm em Linh thì có bữa kia bữa nọ mà chú chị à, có bữa thì kiếm 1 triệu, có bữa thì kiếm 300-400, có bữa thì cũng không có đồng nào luôn, cũng vô chừng lắm, chứ không phải là lặn biển ngày nào cũng có đâu. Nãy giờ em Linh mắc cậy sò điệp á, giờ để nướng mỡ hành. Ôi vô anh em ơi. Trên chuyến đường ghe của em tèo chạy vào bờ bán hải sản thì em Linh có cậy ra một mớ sò điệp bay này để vào nướng mỡ hành ăn cùng gia đình em Linh. Nhưng mà em đi lặn biển vào á thì nhà đóng cửa hết luôn cô chú anh chị à. Rồi có bà dì chùm sớm á, có giờ cái chị phá nhà cho em Linh, nói bà xã em Linh đưa bé Dậu đi nhập viện rồi. Thì em nghe vậy á, em lấy điện thoại gọi cho bà xã em Linh, thì bà xã em Linh nói là bé Dậu tiêu chảy, mà mỗi lần tiêu chảy vậy là khoảng 10-15 phút là đi một lần, mà đi 5-6 lần luôn. Nên bà xã em Linh sợ á, nên đưa bé Dậu đi vô trong bệnh viện tỉnh thành phố Phan Thiết để nhập viện cho bác sĩ điều trị của chú anh chị à. Nên bây giờ là cái chắc số sò này thì để đây, tạm thời để đây. Giờ một chút em sẽ gọi cho bà xã em Linh coi tình hình hai mẹ con trong đó như thế nào. Nếu mà bà xã em Linh cần em vô á thì em sẽ đi vô. Còn nếu mà không cần á thì ngày mai em vô. Em ở nhà em lo cho Ngọc Hằng. Nếu không vô được thì cái số sò này thì hai cha con ở nhà nướng mỡ hành ăn luôn, chứ để qua ngày là ăn không có ngon. Rồi bây giờ em tạm ngưng video để em gọi cho bà xã em Linh nha. Hôm nay thì em Linh sẽ nướng sò bằng cái cách như kiểu mình chân thủy của chú anh chị. Đó, cái sò em giữ sạch, em đổ nước vào và bỏ một cái vỗ inox vào nè. Rồi sau đó sẽ
bỏ một cái nắp son này vào. Nó như vậy thôi cô chú anh chị. Rồi chắc sò vào thôi. Giờ em tranh thủ em làm đợi Ngọc Hằng về là hai cha con ăn dừa luôn. Còn bà xã em với lại bé Dậu thì nhập viện. Đợi em ở nhà em tranh thủ đi lặn biển của chú anh chị à, nên em vô không có được. Rồi ở nhà cũng hai cha con tự lo thôi. Nói là lấy sò đi về để gia đình ăn. Mà giúp cuộc bé Dậu đó bị bệnh rồi. Giờ còn hai cha con thôi. Đổ trứng vào nha. Đại định nướng bằng than, nhưng mà có hai cha con à, bày than bày dĩ ra thì dọn dẹp cũng mệt lắm. Làm cái món đây ăn rồi giữ cho nó sạch luôn, cho nó mau sạch. Sơn sò thì cũng đã chín rồi chính chị. Ôi, nhìn rất là đã luôn nè, rất là thơm luôn. Cái này thì nướng nó ngon hơn, nhưng mà hấp kiểu này thì nó có nước. Giờ em dời cái nồi này vào để dùng cái lò ga mini này. Hai cha con ăn trong này cho nó sáng nha. Rồi giờ em Linh chắc ra đợi Ngọc Hằng về là vừa của chính chị à. Giờ này 17:39 rồi, 6 giờ kém mà chưa thấy Ngọc Hằng về của chính chị. Hôm nay đi học không biết sao mà về trễ nữa. Em sẽ gấp ra để đây để trừ hao Ngọc Hằng về là cho Ngọc Hằng ăn luôn. Giờ hai cha con dọn dẹp cho sớm để ngủ, mai em còn đi lặn biển á. Giờ lên chỉnh video một chút rồi ngủ. Rồi giờ em chắc một lần nữa cô chú anh chị. Cái ngầu nướng mất thời gian nhiều lắm. Tại cái đây là làm một món này là ăn cho nhanh thôi nha cô chú anh chị, chứ ít có ngon hơn là nướng. Còn nướng là ngon, ăn là bá cháy một chiếc rồi. Còn đây là làm ăn cho nhanh thôi. Tại định ăn cùng gia đình mà giờ có hai cha con à, làm nhanh giúp gọn. Không biết có ngon không nữa. nên Ngọc Hằng về ăn mà chơi là thôi luôn. Mai mốt là không có làm món kiểu này nữa. Mai mốt là nướng của chú chị à, nướng ăn cho nó đủ chắc. Ăn gì là con sò cục còi nó đã lạc rồi. Vì mình hấp hơi nước á. Đây của chú anh chị, nồi thứ hai. Wow, quá đã, quá thơm luôn. Lúc này thì Ngọc Hằng cũng về của chú anh chị à. Ngọc Hằng chào ông bà cô chú anh chị nè. Chào ông bà cô chú anh chị. Bữa nay đi học sao giờ trễ vậy? Dạ, ở đây mú. Mú à? Rồi một nồi đây nữa. Là nhắc gấp ra hết là bỏ thêm một lần đây nữa là xong. Còn nếu mà nướng bằng than thì chắc cũng lâu lắm cô chú anh chị. Một mâm đã không? Quá hấp dẫn luôn. Đây, quay lại đây nè. Hai cha con ăn ở đây chắc trừ cơm luôn. Rất là nhiều. Giờ ăn con Ngọc ha. Mời ông bà cô chú anh chị ăn đi. Mời bà cô chú anh chị cũng được. Rồi cái đây bên đây thì em Linh sẽ đổ một lần nữa là hết rồi. Làm gì á thì nó ít có ngon, nhưng mà ăn cho nhanh. Rồi
Rồi xong để nắp lại ăn phía bên này cho xong. Rồi chừng nào bên này chín nhắc thêm. Đây 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 mẹ. Rồi tắt rồi. Bà xã em Linh mới gọi. Giờ hỏi thăm hai cha con ăn cái gì. Thì em Linh quay vô cái mâm hải sản. Bà mẹ kêu trời ơi ngon như vậy. Nhất tiếc là mấy dậu bị bệnh tiêu chảy nên mấy dậu mà lợi bà xã em Linh không ăn được. Hai cha con biết có chiến hết được một mâm đây với lại một son đây không nữa. Rồi ăn con. Rồi em Linh xin phép mời quý cô chú anh chị ăn cùng hai cha con nha. Nhìn đã chưa? Nào Ngọc Hằng con ăn cái đây trước nè. Cho nó nóng nè, ngon nè. Đây là con ngao bú, quê hương em gọi. Có nơi gọi là ngao chọt luôn nè. Ngao này thì hiện tại thì hiếm lắm. Hôm nay thì em bắt được con nè. Ngọc bắt được hai con sò tu hài. Nhưng mà lên ghe không hiểu sao còn lại một con thôi. Bên đây là một con sò móng chân mà quê hương em gọi sò móng chân. Hồi nãy em luộc với ghẹ lợi con ốc này, lợi con sò ngao đá còn gọi là ngao hai còi. Ngoài ốc nhung. Đó, sò ngọt nè, Ngọc Hằng ăn sò ngọt không? Nước mắm đây em Linh cũng mới đâm luôn nè. Tại không có bà xã thì em giải quyết gọn lắm. Đây đâm ớt tỏi cho me đường rồi nước mắm chút nước sôi vô là ok rồi. Đã chưa? Quá hấp dẫn luôn. Rồi với chú anh chị nha. Mềm mình hấp như chỗ này á, thứ nhất là nó không có bị cháy vỏ, mà điều cái là có nước nên cái trứng nó không có được giữ lại nguyên chất cái trứng. Đây nè cô chú anh chị, trứng nó sẽ tan hòa ra với nước nên nó hơi nhão một chút, còn mình nướng thì nó sẽ khô cái trứng, nhưng mà mắc một cái là nó bị cháy nó. Còn ở đây để gì ăn rất là ngon. Nhúng vô luôn. Đã không? Ngon không thể tả. Ăn hải sản thì phải có nước có ga của chú chị ạ. Mà nhà em thì không có nước có ga, có bia, nhưng mà em không có uống bia, tại lát nữa còn chỉnh video nữa của chú anh chị. Uống bia vô là chỉnh video không được luôn. Ăn ngon không? Đây con cho rồi ăn hết luôn. Đây một con cà ngọt của mấy chị. Đó. Đây á, chàng cái nước là gì con nè. Ăn nó mới thấm. Cậu chú anh chị mà tưởng tượng mà ngậm vô miếng à. Đã lắm nha. Rồi em lên xin phép nha. Nếu mà chú anh chị. Rất là ngọt, hơi dai chút mà ngọt nha. Ngon. Ăn bữa nay nước mắm đầm này á chắc là ngon luôn. Mà nãy cái cam chi cho ba đây. Ok, ăn không ở đây là dinh cái kia ra nữa rồi, quốc nữa là đã luôn. Ăn vậy không? Giờ mời chú anh chị con sò thịt bay nữa nha.
đó. Quá hấp dẫn rồi. Nước mắm gì ăn vào? Nước mắm gì ăn không? Dừa. Ngon quá. Hôm nay mà nhậu bia nó ngon nha cô chú anh chị. Nhiều khi á em thèm bia luôn, mà không dám uống. Tại uống vô á là bằng ngủ hoặc là say, chỉnh sửa video không được. Chắc còn để ra cho cô chú anh chị coi. Chắc là chắc nha. Ồ, gặp nè. Đó. Đã chưa? Đó. Nhắc tiếc là mấy dậu mà đợi bà xã em Linh ăn không được cô chú chị à. Đây ăn nguyên gia đình nó thấy hạnh phúc nè. Ngon chưa? Đây để Ngọc ăn. Đây thì cô em Linh. Ngon. Lặn biển thì ít, mà được cái nhìn vào ăn được hải sản nó ngon một chút chị. Gặp đã nè. Phép của chú anh chị nha. Bắt ra vừa bắt lên là vào chế biến ăn luôn là rất là ngon. Hai cha con này ăn mà cái nắp nó bùng 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 lên, hình như chín rồi. Wow, tuyệt vời mặt trời. Cho ba mượn cái đồ kẹp đi. Rồi một nồi đây nữa là xong rồi á. Ba cha con phải chiến, hai cha con phải chiến cho hết. Cái đây nó dính trong cái nắp son á, em cậy ra này, trứng nha, này mình ăn được tại cái nắp son này em rửa sạch rồi đó. Để gì coi vô cái chén này. Ăn gì thôi chứ, thứ gì chịu nổi. Em lên xem phép của chú anh chị nha. Đã. Thêm miếng cơm nữa không? Ngọt lắm luôn. Rồi giờ Ngọc Hằng ăn có một miếng à. Giờ kêu no rồi. Còn như đây chắc em chiến biết hết không nữa. Tại hai cha con ăn tranh thủ cho Ngọc Hằng lau thềm rồi tắm rửa, để cho Ngọc Hằng lên phía bên ngoại nằm lên ngoại ngủ, mai đi học của chú anh chị à. Tại phi em đi biển sớm đó, có 3:30 hoặc 4:00 kém là em đi lặn biển rồi, nên sợ là em đi giờ phi á có mình Ngọc Hằng ngủ á, Ngọc Hằng sợ. Nên hai cha con ăn dọn dẹp xong chở cho Ngọc Hằng, học Ngọc Hằng chạy xe đạp lên nhà ngoại, lên nhà ba vợ em á ngủ, mai đi học. Con hết ăn rồi hả? Giờ con lên con lau thêm phía trên nha, em biết lau thêm phía trên. Ăn hải sản uống nước nữa. Vô nó đã một chút vậy. Rồi chắc video tới đây thì em Linh cũng xin kết thúc thôi cô chú anh chị. Tại video thì hoài lặn biển
quào vô ẩm thực nữa thì sợ hơi dài. Em Linh cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem tới khúc cuối video của em Linh. Hy vọng cô chú anh chị luôn luôn yêu mến em Linh, nhớ cho em Linh một like cũng như một đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh Linh Thời Lặng nha. Giờ em Linh cũng xin bye bye luôn, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video mới nhất. Bye.